Mến chào quý anh chị, ngày mới bình yên và gặp nhiều may mắn. Ngày hôm nay em Nga lại có mặt tại xã của huyện Chư Sê, mặt tiền quốc lộ 25. Mến giới thiệu đến với quý anh chị một lô đất, diện tích mặt tiền đường quốc lộ 25 là 75m, có chiều sâu vào là 50m. Đất vuông vức, phía trước 75, phía sau 75 và bằng với mặt đường. Đất bằng phẳng như một cái sân bóng ạ. Lô đất mình nằm ngay khu trung tâm doanh nghiệp mua bán, khu dân cư đông đúc. Như em Nga quay cho quý anh chị xem. Gia chủ muốn sang nhượng cho quý anh chị với giá chỉ có 37 triệu trên 1 mét. Đất này lên thổ cư hiện bây giờ là 400 ngàn 1 mét quý anh chị. Lô đất nằm ngay khu dân cư đông đúc như thế này, gần chợ, gần ủy ban xã. Trong vòng bán kính chỉ có 500m đổ lại thôi ạ. Và lô đất này với giá 37 triệu 1 mét thì quý anh chị chỉ có được bớt lộc thôi quý anh chị nhé, không được thương lượng sâu đâu ạ. Tiện ích trường, trạm, chợ y tế của xã chỉ trong vòng 500m. Và về với sân bay thành phố Pleiku thì đi khoảng hết 60 km, đi về thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk trong khoảng 130 km, và về tới thành phố Tuy Hòa Phú Yên trong vòng 140 km ạ. Mời quý anh chị theo em vào thực tiến với cái lô đất của chúng ta quý anh chị nhé. Em Nga hiện đang có mặt tại trên cái lô đất mà giới thiệu với quý anh chị. Tổng diện tích là 75m, sâu vào là 50m. Đầu bằng đuôi quý anh chị nhé. Trên bìa là đuôi thì nó chỉ có 50, nhưng mà ngoài thực tế khi bán xong gia chủ sẽ bao cho quý anh chị ra 75m đuôi, bằng đầu luôn ạ, cho vuông vức luôn ạ. Lô đất này là bằng phẳng so với mặt đường quý anh chị nhé, không thấp, không cao, bằng so với mặt đường luôn, bằng so với mặt đường luôn ha, không có đường điện gì hết quý anh chị nhé, không có đường điện gì hết ạ, và bằng phẳng như một cái sân bóng đây. Ngay tại khu dân cư đông đúc, doanh nghiệp. Ngay nhà máy. Quý anh chị quan tâm đến lô đất xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình, và nhớ bấm đăng ký kênh ở góc phải màn hình để theo dõi những video mới nhất nhé.